Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì Dương Vĩnh Auto lại giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.5 một cầu, sản xuất là 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Đơn vị thì vẫn có một chiếc xe bản 2.5 hai cầu 2021 ngay bên cạnh là màu trắng đó. Anh chị và các bạn có nhu cầu có thể liên hệ em sẽ gửi thông tin chi tiết hai mẫu xe này để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết về cái mẫu xe Mazda CX-5 2.5 một cầu sản xuất 2019 này. Xe có ngoại thất là màu đỏ pha lê, nội thất ghế da màu đen cực kỳ đẹp. Tổng quan chi tiết về ngoại thất của chiếc xe thì em sẽ quay qua một vòng để anh chị và các bạn cùng tham quan đánh giá với em. Những chi tiết rất là đẹp và hoàn hảo, em sẽ quay kỹ sâu hơn để các bác có thể tham khảo. Thông tin về mẫu xe, giá bán thì em cũng đều có cập nhật tại web otoxehoi.com. Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để tham khảo những cái mẫu xe mà anh chị và các bạn đang cần tìm. Tại đó thì em cập nhật thông tin 24/24 nên giá bán cũng được thường xuyên hơn, giúp các bác có thể là chọn lựa thời điểm mua xe nó hợp lý. Đây là những cái phần chi tiết về phần đầu xe với hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với những phần giải led định vị ban ngày. Những đường led rất đẹp ạ, mặt lưới tản nhiệt cũng như hệ thống an toàn cảm biến trước sau. Đây là những hệ thống phần mâm nốp của chiếc xe. Đấy, những chi tiết mâm còn rất là hoàn hảo. Nốp của chiếc xe còn rất dày đây. Đấy, chi tiết để các bác có thể đánh giá cùng em. Hệ thống bậc lên xuống của chiếc xe trang bị là hệ thống bậc lên xuống là bậc cứng. Những phần ba bô lê cũng như là cái phần sơn si, đường gân góc cạnh của chiếc xe nó vẫn giữ được độ nguyên bản. Đây là những cái chi tiết về phần kính của gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và có cảnh báo vượt trên gương. Tay lắm cửa thì đã được bọc inox chống xước. Những phần tay lắm cửa mạ chrome, những viền mạ trên kính tạo điểm nhấn cho anh chị bạn khi vào nhìn vào xe, tăng cái độ sang trọng. Ở phần đuôi xe thì nó có trang bị hệ thống ống xả thể thao cũng như là có trang bị các tính năng an toàn như là cảm biến cam lùi đầy đủ. Cốp điện. Với không gian bên trong thì đã được bác chủ trang bị thêm một lớp thảm cháy sàn rồi. Còn đây là những cái chi tiết về keo chỉ đinh tán của chiếc xe, anh chị bạn có thể thấy. Mọi chi tiết đều còn nguyên bản. Khi mua xe tại cửa hàng thì đơn vị luôn khuyến khích khách hàng mang xe đến một bên thứ ba để kiểm tra. Để sao cho anh chị và các bạn mua một chiếc xe cũ mình cảm thấy sử dụng nó yên tâm hơn. Đây là những phần lốp sơ cua của chiếc xe vẫn còn nguyên chưa hạ. Mọi chi tiết vẫn còn rất là đẹp. Và ta sẽ cùng tiến tới về không gian nội thất của bên trong của chiếc xe, anh chị bạn cùng tham quan với em. Hệ thống gương, cái phần kính đã được dán kính màu rồi nên anh chị mua về cũng không phải làm gì nữa cả. Chiếc xe này nó đã được trang bị quá đủ rồi, không cần phải làm thêm cái gì cả. Phần cánh cửa đây là những phần quan sát từ hệ thống keo chì, đinh tán, táp ly rồi những phần bọc da ốp gỗ. Những chi tiết để các bác có thể thấy được độ nguyên bản và độ hoàn hảo của nó như nào. Gầm bệ. Chỗ ngồi thì ngồi thoải mái cho 3 người ngồi, có đầy đủ các tiện nghi, bệ tì tay, cửa gió điều hòa, cửa sổ trời. Những phần để anh chị bạn có thể đánh giá được xe nó có bị tháo giã hay không. Đấy, chi tiết em quay rất là kỹ. Với một chiếc xe cũ thì không thể thiếu được những cái phần đó để anh chị bạn có thể biết được chất lượng của chiếc xe nó như nào, giúp anh chị và các bạn ở xa mình có thể là có cái nhìn thực tế hơn. Khi mà anh chị và các bạn mà xem cảm thấy ưng thì có thể là liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Ta cùng đặt cọc giữ xe. Và khi mà anh chị và các bạn đặt cọc thì em sẽ có một cái biên bản hợp đồng. Đấy, ghi rõ cho anh chị và các bạn. Nên anh chị bạn mà đến xem xe mà không đúng theo như cái mô tả của em ấy, thì em sẽ hoàn lại tiền cho anh chị và các bạn. Đơn vị em bán xe thì cũng đã rất lâu trên đất Nguyễn Văn Cừ rồi, nên không chỉ vì một chiếc xe xấu mà làm mất đi hết thương hiệu gây dựng bao năm rồi. Đây là những cái chi tiết đường led để ba thể thấy tính năng an toàn, hệ thống giải trí, loa bâu. Xe có như nào thì em quay nguyên và nói như cho anh chị và các bạn có thể biết được qua đấy. Hệ thống ghế chỉnh điện có trang bị nhớ ghế. Em cũng đã bọc cái ly lông này để giúp cho cái ghế xe nó sạch hơn. Chất lượng cửa sổ trời này, rồi là những cái phần gầm bệ, rồi là phần yên ngựa, các tính năng an toàn đã được trang bị rất là đầy đủ rồi. Nó chỉ kém bản 2.5 một chút thôi về cái hệ thống dẫn động cũng như là tính năng an toàn, thì nó sẽ giảm ít hơn cái phiên bản đủ một chút, nhưng vẫn có đầy đủ cái tính năng cảnh báo lệch làn đường. Và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về khối động cơ của chiếc xe. Với động cơ của chiếc xe này thì nó vẫn sử dụng là 2.5. Còn ngoài ra thì nó sẽ có một phiên bản là 2.0 nữa. Và em cũng xin tổng hợp cho anh chị và các bạn giá bán của chiếc xe này. Với chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.5 sản xuất 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là dưới 790 triệu. Thông tin cụ thể chi tiết thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Các bác có nhu cầu vay khoảng bao nhiêu thì cũng có thể liên hệ em nhé. Em gửi bảng kê chi tiết cụ thể để các bác có thể cân đối tài chính của mình. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của anh chị và các bạn để em có thể hoàn thiện hơn trong những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.